Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm tình tứ hết mức. Cặp đôi mặc tông xẹt tông xanh âu yếm hôn nhau trong buổi ra mắt phim truyền hình mới. Vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm nắm tay nhau đi sự kiện sáng ngày 19 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi vừa có dịp đóng chung phim mới Đời Không Như Là Mơ. Họ vào vai một đôi trai tài gái sắc yêu nhau từ những ngày còn du học ở nước ngoài. Thúy Diễm chia sẻ cô thấy ngượng khi thể hiện những pha tình tứ với chồng trên màn ảnh nhỏ. Thúy Diễm hạnh phúc ngã đầu lên vai, ôm ông xã điển trai. Cặp đôi đang tận hưởng giai đoạn vợ chồng son ngọt ngào. Lương Thế Thành cho biết, sau đám cưới, anh khá bận rộn nên ít có thời gian bên bà xã. Chàng diễn viên cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp bằng cách yêu thương chăm sóc Thúy Diễm nhiều hơn. Hai vợ chồng nồng nàn khóa môi nhau tại sự kiện. Buổi ra mắt phim còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Đoàn Thanh Tài, Trương Mỹ Nhân, Bích Hằng, Trúc Nguyễn. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.